bị lừa bán sang Campuchia, muốn về phải chuộc 80 triệu. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều người trẻ đã bị lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia, bán cho các công ty và bị cưỡng bức lao động. Ngày 27 tháng 7, công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo đến người dân về việc tránh bị dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia làm việc. Bị bán sang Campuchia giá ngàn đô. Theo công an quận Tân Phú, từ đầu năm đến nay, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 16 đơn trình báo tố giác tội phạm liên quan đến việc công dân Việt Nam bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản. Hôm 15 tháng 4, công an huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo của anh NHT, 33 tuổi, trình báo em họ là SSD, 24 tuổi, xin được việc làm thông qua trang mạng xã hội có nội dung tuyển dụng, giới thiệu việc làm về phần mềm ở Campuchia. Sáng 4 tháng 4, anh đờ được người giới thiệu đến đón tại nhà và đưa sang Campuchia. Trên đường đi, những người này đã lấy hết tiền của anh, xóa hết số điện thoại liên lạc ban đầu. Khi sang Campuchia, anh Đờ được đưa vào công ty có hàng rào kẽm gai và bảo vệ tuần tra xung quanh. Anh Đờ cũng biết mình bị bán sang Campuchia với giá ngàn đô. Những người ở đó ép buộc anh làm việc từ sáng đến 12 giờ trong vòng 6 tháng để trả tiền mà công ty đã bỏ ra mua lao động thì mới được về Việt Nam. Trước đó, ngày 28 tháng 4, công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được tin báo của bà HTL, 50 tuổi về việc con trai là TVH, 26 tuổi bị dụ dỗ đưa đi xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch ở An Giang. Đến ngày 25 tháng 4, anh hát nhắn tin về cho gia đình nói đang bị tạm giữ tại Campuchia và phải nộp 35 triệu đồng để giải cứu. Một người sau đó xưng là Thành gọi về cho gia đình thông báo tiền chuộc đã lên đến 80 triệu đồng. Đến ngày 6 tháng 5, anh Hát bỏ trốn khỏi công ty, bị bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ, xử phạt hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép và được gia đình đến đón về. Một số người từng là nạn nhân bị lừa sang Campuchia, bị bán cho các công ty của người Trung Quốc sau đó lại quay về tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo người thân, bạn bè đưa sang bán lại để kiếm lời. Từ nạn nhân thành người đi dụ dỗ. Công an quận Tân Phú thông báo về phương thức thủ đoạn hiện nay của các nhóm này để người dân biết, phòng ngừa theo đó các nhóm này sẽ đăng tải lên các trang mạng xã hội tuyển dụng làm việc đơn giản với mức thu nhập cao vài ngàn usd tại campuchia khi nạn nhân liên hệ những người này chỉ trao đổi thông qua mạng xã hội zalo facebook telegram khi nạn nhân đồng ý thì bố trí xe đến đón di chuyển thay đổi chỗ ở và xe liên tục trong quá trình di chuyển các đối tượng thu giữ tiền bạc giấy tờ tùy thân và xóa dấu vết những thông tin đã liên lạc trước đó trên điện thoại của nạn nhân đến cửa khẩu thì sẽ có nhóm khác đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép sang campuchia nạn nhân sẽ được đưa đến khu cao tầng được rào kín và có người canh gác do người trung quốc làm chủ tại đây nạn nhân được hứa hẹn làm việc lương cao, bị ép ký hợp đồng lao động bằng ba thứ tiếng Việt Nam, Trung Quốc và tiếng Anh với điều khoản thử việc hoặc hoàn trả tiền bồi thường nếu không tiếp tục làm việc. Lúc này, nạn nhân mới biết mình bị bán vào các công ty của người Trung Quốc, bắt làm việc, bị giam lỏng. Nếu nạn nhân không đồng ý làm việc hoặc làm việc không hiệu quả thì sẽ bị bán qua các công ty khác. Nạn nhân muốn trở về Việt Nam thì các đối tượng sẽ cho liên hệ với gia đình để đòi tiền chuộc điều đáng nói một số người từng là nạn nhân bị lừa sang campuchia bị bán cho các công ty của người trung quốc sau đó lại quay về tiếp tục rụ rỗ lôi kéo người thân bạn bè đưa sang bán lại để kiếm lời cảnh giác với lời mời việc nhẹ lương cao công an quận tân phú khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời kêu gọi qua campuchia làm việc nhẹ lương cao không mất chi phí đi lại trên mạng xã hội Trước khi xác định nhận lời đi làm, nhất là đi làm việc ở nước ngoài, cần tìm hiểu thật kỹ về địa danh, địa điểm nơi mình định đến làm việc, thông tin nhân thân của người giới thiệu và cùng mình đi làm việc tại đó. Nên tham khảo ý kiến của mọi người và cung cấp thông tin cho người thân về địa điểm nơi làm việc và công việc của mình. Thông tin về người cùng đi trước khi quyết định xuất cảnh.